Thôi cái này cái đại nắp. Ok, xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Hiện tại thì mình đang ở chỗ bánh xèo cô 10 nha các bạn. Bánh xèo. Bánh xèo cô 10 ở chỗ là đường Nguyễn Văn Quá nha các bạn. Có điện thoại 35.000 một cái. Ba chảo hả? Gian gì? Không chịu trách nhiệm. Ủa? Chớ thêm một lốp nữa hả? Bánh xèo miền Tây. Tôm. Không chi nhánh bánh xèo miền Tây có 12-15A nha các bạn, trên đường Nguyễn Văn Quá thuộc địa phận của quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Quá là xíu, chụp xíu rồi. Của em, đưa tiền rồi. Xíu. Coi bí quyết tráng bánh xèo miền Tây coi. Ủa chả giò là chả gì vậy? Chả giò là chả gì là sao? Nó giòn giòn hả? Đúng rồi, nó giòn. Chả ram chứ ta? Chả ram khác, chả ram là mình sẽ mỏng hơn, nó nhỏ hơn, nó có một tôm, chả giò chỉ có một tôm. À. Ba cái giảo luôn các bạn. Hai cái. Cái gì à, nó đỏ. Nhưng mà khỏi đi. Cái bánh này nó to hơn bánh xèo miền Trung ha, mày quá trời luôn. Cấp mấy lần luôn á chứ. Sợ mất bí quyết hả con? Em sợ nó văng vô người anh thôi chứ gì. À, nó cho. Wow, nóng quá. Ơi, mua bánh xèo thấy không đủ rồi bạn, mua bánh mì nữa không? Bánh mì của em lấy mấy viên
sao tròn hay ta? 624 này. À nó có cái khuôn. Hả? Đấy, nó nhiên 4. Bánh này bánh Nhật hả? Bánh đặc tuột. Là cái nhân là nhân bạch tuột hả? Nhân đặc tuột. À cái này là của Nhật mà đúng không? Cái này tương ớt không cô? Dạ. Cái này mấy đồ nhỏ nó ghiền lắm ha. Chuyên nghiệp ghê ra. Đó, hay quá ta. Hấp dẫn dữ ta. Chưa ăn cái món này. Cái này là cái gì? Cá ngừ xông khói hả? Ờ, vậy là món này món Nhật rồi. Hai tay hai chân luôn. Cái này bếp ga hả? Sốt marinade hả? Lũ nhỏ thích nè, để mua cho nhóc coi. Là bốn cái đá của em đúng không? Ủa bên kia là còn sống hả? Có đầy đủ em, nói đầy đủ em. Ngon quá. Là cái bên kia là sống hả? Kia em thôi. À, hay quá. Bữa nay ngon ra mua nữa. Mình nhìn chắc hấp dẫn rồi. Rồi. Ôi, nay về trễ các bạn. Chị trễ thì nói chung hết cơm. Bây giờ mình sẽ giới thiệu các bạn rất là nhiều món. Món này gọi là cái gì cái món của Nhật các bạn, nhưng mà nó làm từ bạch tuộc á mọi người. Để mình coi nó là tên gì. Takoyaki này, tất cả những cái món này là mình đều mua ở trên đường Nguyễn Văn Quá của quận 12 nha các bạn, nó gần với cái nhà của mình mọi người. Rồi. Quá chắc luôn, chắc như quả gấc. Bánh xèo là bánh xèo là bánh xèo miền Tây nha các bạn. À, cuốn với là đời salad quá chắc. Bánh xèo miền Tây thì nó bự lắm, bánh xèo này là bánh xèo cô 10, bánh xèo cô 10 nha các bạn. Còn nói chung là một cái 35.000, nói chung là rất là ngon. Cô 10 cổ la la nhưng mà cô rất là ưu tính luôn các bạn. Ok, còn ở đây là bánh mì heo quay ngay chỗ ngã tư Quang Trung với cả là cái đường Nguyễn Văn Quá đó. Chỗ đó heo quay nổi tiếng nhất ở khu vực quận 12 này các bạn, ở chỗ đường Nguyễn Quá luôn á. À, chỗ này sát bên luôn. Ok. Mời các bạn ăn tối nha. Rồi, dứt. Rồi, mình ăn trước là ăn cái món takoyaki. Takoyaki này có sốt cái sốt mayonnaise với lại sốt tương các bạn. Ngon. Wow.
kiểu như là tuột xay rồi, không ngon. Bây giờ mình chưa ăn cái món này bạn. Rất ngon, mấy em nhỏ thích lắm. Ở đây nó có cái ngon à? Ngon, nó đậm đà. Món ăn này là món ăn đường phố khá là nổi tiếng của Nhật Bản. Có bột đó, không? Chỗ này là chị gái rất là dễ thương, nằm ở ngay chỗ bán cái chỗ ngã tư Quang Trung với lại Quang Nguyễn Văn Quá bạn, ở chỗ nó gần với Highway Dũng, gần Highway Dũng mà. Rồi tiếp bạn, đây, trừ bạn, rồi bánh mì Highway ở tiệm Highway Dịch Quay Dũng. Nói chung là nhiều lắm, 20 ngàn. Rồi thế mình cảm nhận được thì so với bánh mì heo quê của chị Kim Mai thì nó không bằng. Bánh mì Kim Mai của chị Kim Mai thì 15 ngàn khổ rồi. Nhưng có lẽ là tùy cái khẩu vị của từng người. Chỗ đấy thì người ta bán heo quê, dịch quê cũng đông lắm mà. Ngày mai là ngày mà heo quê dịch quê tiêu thụ nhiều nhất trong một tháng. Đó. Cũng được, ok. Bây giờ ăn cái món chính đi bạn. Ở đây người ta có cho bánh chén, nhưng mà mình không thích ăn bánh chén. Thì mình thích ăn với cái cái cải chà bá luôn bạn. Đúng, cái lá cải này giống như lá cải cải của team châu Phi, nông nghiệp châu Phi, Việt Nam châu Phi không? Đây xem mấy bạn đang thu hoạch cải chia cho người dân. To quá, 35 ngàn một cái bánh to. Thì người yếu em muốn hết bánh xèo này to quá. Ngồi cái rau đó có rau nhiều rau lắm. Wow. Quá đã luôn. Không có giòn kiểu như bánh xèo Bình Định miền Trung các bạn, nhưng mà rất là ngon, rau nhiều, rất là nhiều rau. Ở đây có nhiều loại rau, tía tô này, cái lá này giống như lá lá sung rồi bạn.
Rồi ok, hôm nay về muộn mà anh ví dụ gì bằng món bánh mì takoyaki của Nhật Bản như là bánh mì heo quay của tiệm heo quay Dũng ngay chỗ ngã tư Hồ Trung như là nghiện quá. Nói chung là giờ ẩm thực đường phố của Sài Gòn thì nó đã sôi động trở lại rồi. Bún bò, hủ tiếu, rồi phở, các món ăn đường phố thì nó đã dồn dập trở lại. Các quán nhậu thì người ta cũng hạn chế, chưa có mở lại mà. Cho nên là thì dịch thì mặc dù mọi người đều tiêm vaccine hết rồi, nhiều đa số là tiêm nhưng mà vẫn phải 5K vậy các bạn. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có cái khoảng thời gian tốt đẹp hơn ở phía trước. Rồi ok, cảm ơn các bạn ạ. Thì bây giờ nha, mọi người nhớ đăng ký kênh, like, share, comment để cập nhật những điều thú vị hơn về ẩm thực ở đường phố Việt Nam. Bye bye.